Xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo chì của shop kẹo chì Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365356161 và 0865361321 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ về hình thức giao dịch bên nhà em. Nhà em nhận hàng thì thanh toán, kẹo bên nhà em là không kiểm, không xem hàng giúp em. Ưu tiên anh em gọi điện trực tiếp tại vì Zalo dạo này em đang bị khóa rất chi nhiều. Đấy, tầm tháng nữa mới mở cơ. Đấy, anh em cứ gọi điện trực tiếp để đặt hàng. Còn cuối tháng này thì Zalo mở thì anh em kết bạn Zalo em sẽ gửi hình ảnh cụ thể cho anh em. Thì nhà mình thì bây giờ nhà em thì bây giờ có nhiều loại, từ hàng đóng máy đến hàng chì nhập và hàng cao cấp, thì tùy theo cái chất lượng và giá tiền của anh em bỏ ra để anh em mua. Nhà mình thì luôn đi đôi với những anh em nào bán cho những anh em nào hàng giá rẻ. Đấy, từ hàng 350.000 một ký đến 400.000, 450.000 một ký, bao ship, bao tiền nữ trang, tùy theo anh em sử dụng dòng nào thì sử dụng. Đấy, còn chất lượng thì mình cam kết cho anh em hàng chuẩn, chất lượng tốt, quay xa gửi cho anh em như vậy là như thế. Ưu tiên anh em ưu tiên là gọi điện trực tiếp nhé anh em nhé. Thì ngoài ra Tết rồi thì nhà mình thì bắt đầu gửi từ mùng 6 âm lịch, thì nghĩa là ngày mai đấy, à ngày kia đấy anh em ạ, ngày mùng 6, hôm nay mình quay là ngày mùng 4 đấy. Thì mình để cho anh em với giá là kẹo lấm và môn tơ đồng từ 4.5 đến 6.40, đồng giá là 350.000 một ký, bao ship, bao tiền ngụy trang. Đấy, anh em cứ nói luôn là hàng Tết. Đấy, tôi muốn mua hàng Tết khuyến mãi là 350.000 một ký, bao ship, bao tiền ngụy trang. Tất cả hàng này là hàng ngoại một, quân nhập. Đấy, chỉ lội giá thì đấy, ưu đãi cho anh em là 350.000 một ký, bao ship, bao tiền ngụy trang. Anh em chỉ cần giá 350.000 thôi, từ 4.5 đến 6.40, đồng giá luôn cho anh em. Nhưng anh em là mua thì cứ alo trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình. Đấy, alo trực tiếp nhé. Zalo thì bây giờ đang bị khóa, anh em lưu ý chú giúp em như vậy. Đấy, chỉ có 350.000 một ký, bao ship, bao tiền ngụy trang, hàng ngoại một. Đấy, cần cam kết quay sao gửi cho em như vậy, nên là anh em tâm đảm bảo hoàn chuẩn, chất lượng tốt. Đấy, thì giới thiệu sơ qua cho em như vậy. Anh em mua hàng cứ liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại trên màn hình giúp em. Cảm ơn anh em xem video, xin chào anh em, gặp lại.